Đối với những người khuyết tật, việc tự mình thực hiện các sinh hoạt hàng ngày là một thách thức, đặc biệt là khi liên quan đến khả năng di chuyển hay kiểm soát đồ vật. Mặc dù đã có những tiến bộ đáng kể trong công nghệ liên lạc và vận hành cho các thiết bị hỗ trợ người khuyết tật, nhưng vẫn còn nhiều điều cần được cải thiện. Aumento, một nhánh của MIT Media Lab, gần đây đã công bố Mousepad mang tính cách mạng cho phép người dùng điều khiển máy tính bằng lưỡi của họ. Thomas Vega, một trong những người đồng sáng lập Aumento, chỉ ra rằng rất nhiều thiết bị hỗ trợ người khuyết tật hiện nay dựa trên những công nghệ cũ, chẳng hạn như công nghệ theo dõi bằng mắt, cần điều khiển bằng miệng hoặc công cụ hỗ trợ nhận dạng giọng nói. Các thiết bị này có thể gây khó chịu, khó sử dụng và không quan tâm nhiều đến việc giữ sự riêng tư cho người dùng. Hơn nữa, một số trong số chúng còn tác động tiêu cực đến răng của người dùng. Aumento mong muốn tạo ra một giao diện khắc phục những hạn chế này và mang đến một trải nghiệm liền mạch, biểu cảm, riêng tư và mượt mà. Mousepad là một giao diện trong miệng cho phép điều khiển rảnh tay các thiết bị được kết nối Bluetooth. Nó tương tự như một cái khay giữ răng, nhưng thay vì giữ răng giả cố định, nó cho phép người dùng điều khiển các thiết bị bằng lưỡi của họ. Mỗi mousepad được cá nhân hóa bằng cách sử dụng công nghệ quét nha khoa để đảm bảo độ phù hợp hoàn hảo cho người dùng nó. Thiết kế tùy chỉnh này cho phép Aumento tạo ra một thiết bị mỏng, kín đáo, giúp giảm tác động đến giọng nói và khiến người dùng không gặp khó khăn hay để lộ dấu hiệu của thiết bị khi nói. Cotton Singer Đồng sáng lập Almento tin rằng sự phát triển của Maopad là một phần của quá trình phát triển tự nhiên của công nghệ. Nó hướng tới sự tích hợp giữa người và máy liền mạch hơn. Singer đã mô tả cách Maopad cho phép 8 mức độ tự do để điều khiển nó. Lưỡi có thể hoạt động thông qua các trục x và y và tạo các cú nhấn chuột. Có những cảm biến chuyển động có thể theo dõi và phát hiện các cử động, bao gồm cử động của đầu. Thậm chí vết cắn có thể được đăng ký là một dạng của nhấp chuột. Việc có nhiều tùy chọn điều khiển được tích hợp trong Mousepad có nghĩa là nó có thể được sử dụng với nhiều thiết bị khác nhau. Nó có thể bổ sung cho thiết lập dành cho những game thủ bị liệt tứ chi, cho phép họ chơi bằng hai cần điều khiển cùng lúc. Nó cũng có thể được sử dụng cho các nhà thiết kế gặp vấn đề trong việc nhấp và kéo chính xác. Ngoài ra, Mousepad đã được kết nối với đồ chơi tình dục để cho phép người bị chấn thương tủy sống cũng có thể tự sử dụng các đồ chơi này. Singer tin rằng công dụng này của Mousepad không nên được coi là đặc biệt hoặc phi thường. Nó chỉ là góp phần nâng cao khả năng tiếp cận toàn cầu và công bằng kỹ thuật số toàn diện một vấn đề mà chúng ta vẫn thảo luận nhằm giúp cuộc sống của mọi người tốt hơn. Nhóm Augmento đã gây quỹ tiền hạt sống từ các nhà đầu tư tại MIT và Berkeley và gần đây đã ra mắt trang web chính thức nơi mọi người có thể đăng ký mua Malpad. Tuy nhiên, công ty cần hoàn thành chứng nhận FCC trước khi có thể bán và giao thiết bị đến người đặt mua.